nếu là một Man City ăn, có lẽ không dễ để nuốt trôi thất bại đến 0-3 trên sân Camp Nou và bị loại khỏi tứ kết Champions League mà không có được bàn thắng danh dự nào. Nhưng nếu đứng ở vị thế của những cổ động viên trung lập thì người hâm mộ Man United có thể đón nhận thất bại của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer một cách nhẹ nhàng và khách quan hơn. Đầu tiên hãy nói về mức độ tiến xa. Trước khi Solskjaer đến Old Trafford, chính xác là sau khi lá thăm may rủi đẩy Man United gặp Paris Saint-Germain tại vòng knockout Champions League thì mấy ai kể cả các Man City dám tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua được đội bóng của những Neymar, Kylian Mbappe, Jean-Luc Buffon, Angel Di Maria và Edinson Cavani. Nhưng kết quả thì sao? MU xuất sắc đánh bại gã nhà giàu nước Pháp để tiến vào tứ kết. Hãy nhìn lại, hai đại gia như Bayern Munich hay Real Madrid còn không vào được tới vòng tứ kết, trong khi đó Man City cùng Juventus hai đội được đánh giá cao hơn Man United rất nhiều cũng dừng chân tại một vòng đấu như quỷ đỏ mà thôi. Vậy thì xét ở mặt này thôi thì Man United của Solskjaer cũng đáng được an ủi rồi. Với một huấn luyện viên chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở Champions League thì thành tích này của Solskjaer càng xứng đáng nhận được một lời khen. Kế đến hãy xem đối thủ của Man United, Real Madrid, Juventus, Man City là những đội nào. Như chúng ta đã biết, sau thì Barcelona lại như ngọn núi phía trước mặt quỷ đỏ. Trong hai vòng đấu này, Man đỏ đều bị đánh giá thấp, thậm chí là rất thấp. Dẫu vậy, thầy trò Solskjaer đã có trận đấu tuyệt vời tại Paris, một trận đấu có thể nói là để đợi. Còn những đội có số má và cũng là ứng viên vô địch thì sao? Real Madrid thua một cách muối mặt ngay tại sân nhà và bị Ajax loại với tỷ số không tưởng. Dễ coi hơn một chút, Juventus không chịu trận thua tan nát kiểu 1-4 trên sân nhà, nhưng việc họ bị Ajax đội nằm kèo dưới đánh bại ngay tại Allianz Stadium cũng là điều khó chấp nhận trong lòng cổ động viên Juve. Thảm bại trước Barcelona, Solskjaer mặt lạnh đến sân Ge tiếp tay phó tướng, chặn đứng kế hoạch của MU. Trong khi ấy, nhà đương kim vô địch Anh Man City được đánh giá cao hơn Tottenham, nhưng cuối cùng cũng phải rời cuộc chơi bằng một cách cực kỳ đau đớn khi để đối phương ghi tới 3 bàn ở Etihad. Vậy thì với Man United, việc thua một đội được đánh giá cao hơn họ rất nhiều là Barcelona thì có gì phải xấu hổ kia chứ? Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là tiềm lực của các đội bóng. Real Madrid là đương kim vô địch Champions League. Dù họ đã bán đi Cristiano Ronaldo nhưng trong đội hình vẫn còn đó những Gareth Bale, quả bóng vàng Luka Modric, Sergio Ramos, cùng hàng loạt ngôi sao khác. Còn Man City đang là đội hình cực kỳ ổn định sau khi được nâng cấp từ nửa tỷ bạc và chừng đó thời gian Pep Guardiola ở đây. Với Juventus, những con người tại Allianz Stadium không thay đổi nhiều mà còn có sự bổ sung siêu sao Ronaldo. Rõ ràng, chỉ cần điện sơ qua như vậy sẽ thấy rằng các đội bóng này có chất lượng đội hình và sự ổn định hơn hẳn quỷ đỏ. Tuy nhìn bề ngoài Solskjaer được đón nhận một đội hình gồm những con người không đến nỗi nào như Paul Pogba, Romelu Lukaku, nhưng suy cho cùng điểm xuất phát lên của Solskjaer vẫn thiệt thòi rất nhiều. Đội bóng của ông như một mớ hỗn độn sau khi Jose Mourinho ra đi. Trong đó hàng phòng ngự mong manh chỉ có David De Gea và Victor Lindelof tin cậy được. Phía trên tuyến tiền vệ hay hàng công nhìn đâu cũng thấy được điểm yếu. Vậy thì một nhà cầm quân trẻ tuổi cùng một tập thể nhiều chắp vá như vậy mà vẫn đi đến được tứ kết Champions League như các tên tuổi được đánh giá rất cao khác là Juventus hay Man City thì đáng khen hay đáng trách? Nếu như đội bóng do Solskjaer dẫn dắt không phải là Man United, một thương hiệu toàn cầu, và nếu như họ không tạo nên đêm Paris kỳ vĩ trước đó thì có lẽ sự kỳ vọng không lên quá cao. Để rồi khi họ thất bại, sự thất vọng cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng nếu chúng ta có thể bình tâm lại, đừng khắt khe quá thì sẽ thấy rằng việc thầy trò Solskjaer đi đến đây đã tốt lắm rồi, đã đáng khen lắm rồi. Bạn đọc, Cát Tường. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về ban biên tác Bóng Đá Con Việt Nam. Các quy định về cộng tác vui lòng đọc tại đây. Trân trọng.